đấy. Dạ dạ. Mẹ biểu à. Mẹ lên. Giấu dạ. Giấu đút đút gì á? Giấu dạ. Giấu đút đút gì đó? Con đâu có giấu gì đâu. Đưa mắt coi. Không có giấu mà con thà luôn á. Nếu mà con giấu con chết liền tại chỗ đây đó. Xạo dễ sợ, mặt con xạo dễ sợ. Này đây. Cho 2.000 à. Còn 2.000 bạc cho ăn cà rem đưa má con trai cưng. Đi, tục tưng. Không có thiệt mà. Nè. Con này nó mê tiền lắm mà hôm nay mặt mày xạo xạo hả mày? Có 2.000. Không thèm. Chứ mày thèm nhiêu? Tỷ mày chịu không? Mắt dịch. Không, mắt dịch. Ôi da. Mình ký đậu hoài mày muốn học ngu hả? Ai biểu mày đi? Đưa đây mau. Đưa gì? Trời đất ơi. Tao biểu mày, mày đi đánh đệ cho tao rồi mày đưa vé giò đây cho tao chứ đừng chịu tao giò chứ. Mày lẹ không? Tao chặt tay mày giờ mày còn nhá tao nữa mày. Biểu mày. Má chặt tay con rồi ai đấm lưng cho má. Má hay nói con á là con trai cưng, con á là cục vàng, con là báu vật của má. Mày nha mày, để biểu mày. Càng ngày càng ranh ma quỷ quyệt rồi biết không? Mà ranh ma đó rồi biết không? Chính ai dạy mày, mày nói thầy à? Chính lỗ tai à. Con nghe má nói rõ ràng nha. Má gì? Má còn nói đớt vậy nữa nè. Thưng ơi thưng, tục tưng ơi tục tưng. Cục vàng của tôi nghề thì ghét không, thì thương không? Cứ cho đó, vậy đâu đó. Xạo mày. Mày xạo mày. Mày lấy tao cưng mày riết mày lần leo đầu cổ tao mày. Mày leo đầu tao mày ngồi nè. Mày đừng có xạo. Quá cưng quá con không được đúng không? Đúng không? Thôi giờ thương má đi. Đưa tờ giấy ở đây má chiều má dò đó. Lỡ mà tao trúng á, khoái thiếu gõ không? Khoái thiếu gõ không? Dạ. Bao mày ăn mệt xỉu luôn. Thiếu khô không? Thiếu khô dạ. Không? Mày ăn mệt xỉu luôn. Đưa giấy má đi con. Ủa má nói gì? Dò là dò cái gì? Trời đất ơi, từ sáng giờ tôi đưa tiền cho mày, tôi kêu mày đánh đề cho tao rồi mày phải đưa cái tờ giấy đây để sáng tao chiều má dò chứ. Đúng rồi. Bị đi dò đâu? Cái gì vậy? Đã về cơ tưởng mới nói là tưởng gì? Nói gì? Mơ mà nãy giờ lậu nó tiêu chứ. Mày làm mềm gì vậy? Dạ đâu có làm mềm gì đó. Đâu lại đây? Giấy đâu? Mẹ lên. Dạ nè. Trời đất ơi. Tôi kêu mày đánh số khác tự nhiên mày đánh con trâu 49 vô đây làm chi? Nhưng cái này con ghi chứ bảo. Ai cho mày ghi? Mày mới có mày lớn mà mày đặt đi đánh đề hả? Năm nay mày nhiêu tuổi hả thằng quỷ? Năm nay mày nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 10 tuổi má đẻ con má không nhớ. Nhớ sao nhớ? Giỡn mặt mày nè. Giỡn mặt mày nè. Bẻ ba, bẻ ba đứng nè. Đứng bằng tay đó tao. Tao mới có 10 tuổi mà mày đặt cờ bạc đề. Mày 10 tuổi mà mày đánh là mày thấy tao không? Tao mới đánh 10 mấy năm mà tao ghiền tới vậy. Mày mới bị lớn mày đánh cỡ tuổi tao rồi mày ghiền cỡ nào rồi mày bán tao bán dừa mày luôn hả? Thằng quỷ. Má đừng có nóng. Để con kể cho má nghe hồi tối con nằm trên bao á. Con thấy con mặc cái quần mà đỏ. Con đi ngoài đồng. Trời ơi có một con trâu nó bự. Ối là bự. Nó chạy con kìa. Nó rượt con chạy xúc chết luôn á. Vậy hả? Lạ lắm ơi. Nếu mà không đánh rủi ro mà nó ra hả? Là uổng lắm. Trúng mà trúng mà đánh rồi. Chắc trúng mà mày đánh. Dạ chắc. Xạo. Trúng còn lao bắt đế. Mày đánh nhiều. Hồi sáng má cho con 5.000 ăn đúng không? Đúng. À, không ăn con đánh hết rồi. Trời ơi mày còn mày kênh cái mặt mày lên tôi quất mày cái giờ mày cho tiền ăn sáng xong chịu ăn sáng mày 10 tuổi mà coi như là 5-6 tuổi vậy à mày sẽ lấy 5.000 đi đánh đề đùa quá phải không? Mà tao hỏi nè đánh 5.000 sao mà trúng nó phải đã 5.000 được nhiêu đúng không? Sao má con chịu nói má mày ngu lắm mày phải nói tao số cho ai người đó đánh trúng 5.000 trúng làm gì? Lỡ cái quốc cho tới luôn quánh 50% gì đó trúng cho đã đúng không? Dạ đúng. Mà tao biểu mày đánh đường rồi quánh não vậy tao đâu? Dạ nè. Ủa sao tự nhiên quánh số 11 lãng giang hả? Tao đang nằm mơ tao thấy đi ăn tiệc nhưng sao mày kêu mày đánh số 11? Con nói má nghe nha, ăn là thực phạt. Uống là nhấp môi. Ăn uống là thực nhất. Đúng rồi. Lá lại là thật nhất. Sao nó nhỏ hơn tôi mà nó khôn quá ta? Nho nó hay quá. Thật nhất là thập nhất. Thập nhất là 11. Hay quá ta. Bà bảy nó sơ qua con nhớ liền à. Công nhận con trai má hỏi quá. Thông minh quá. Thương quá. Vô trong giường á con biết làm gì không? Dạ. Leo lên giường con nằm. Thấy không? Dạ. Nằm xong con lấy cây roi con để lên đít sẵn cho má. Để má vô. Ha. Kì á má. Quất mày chứ làm cái gì? Kì á, má mới khen con mà giờ má đòi đánh con là sao? Mày gì? Mày làm dữ tao hả mày? Tao quất mày thiệt ở đây bây giờ á. Sao mày làm dữ? Tao quánh mày là kia cái tội tao kêu mày ghi số đề làm tới mày ghi mày đem cái giấy nó về đây. Mày cà kê dê ngỗng hồi sớm mơ tới giờ giờ chưa trời chưa chợt mày mới dắt mặt về mày đi chơi mày đâu?
con không có đi chơi, con qua nhà dì hai học với con ra lớn. Xà, mày đừng có xạo. Mày mà qua bển mà đi học á, mặt mày mà học á mày, mày đừng có xạo với tao, mày đi chơi từ sáng tới giờ mày xạo mày lì vậy mày. Con học thiệt mà má không tin con đi học với con ra lớn hả? Không có tin mà. Xách lỗ tai con hoài, mai mốt lỗ tai con dài giống như trường bán giới, lúc đó con hết đẹp trai, lúc đó con ế vợ cho mà coi. Trời đất ơi, trời ơi trời, mày mới có 10 tuổi thôi mà mày nghĩ đến chuyện mày lấy vợ rồi hả? Dạ. Già nữa hả? Trời ơi, nghĩ sao 10 tuổi mà lại lấy vợ? Nhưng mà chính con nghe má nói với dì hai rõ ràng mà. Nói gì? Má nói như vậy nè, thằng Tí á, nhà tôi á, nó đẹp trai lắm, cái miệng có duyên, mai mốt hả? Con gái mê nhiều lắm, không chồng hả? Nó ba bốn vợ luôn. Còn sao làm giống tôi ghê à? Mày đừng có xạo cho mày. Tao nói vậy nào, mày hay quá ha. Không có nhiều mày, vô trong nhà nằm xuống, đợi đó tao quất năm roi. Còn mày đứng đó tao quất mày năm roi gì có tội gì không? Biết cái tội gì không? Đứng nghe đó, mày biết cái tội gì không? Dạ không. Không chuyện, tại sao người lớn nói chuyện mà không chuyện? Con đâu có không chuyện, con qua học bài con gái lớn mà không tin con hả? Không. Giờ con thuộc bài nè. Thuộc bài gì? Giờ thuộc bài học nè, bây giờ má không tin phong, má nhiếp cho con đi. Con đọc bài đó cho mẹ má nghe. Rồi, mày đọc thử coi. Giờ, má điểm đi. Điểm 2, 3. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Trời ơi, sao quen quá ta. Dạ. Lòng mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt em. Lời dạ giọng cao vậy, thằng đi karaoke dành hoài bắt cái giọng cao khó ca bồ. Ủa sao kỳ vậy? Ủa bài học của con sao má thuộc cái gì? Mày nói gì bây giờ? Mày tưởng tao nít giỡn chơi mày nãy giờ hả? Dạ không, tôi đùa cho mày vui tí thế thôi, nghe chưa? Cái bài này là cái bài hát cả cái nước này ai cũng biết rồi. Mày nói tao bài học hả? Mày riết mày ranh ma mày xạo lắm. Khoan, má nghe con nói đi. Nói gì? Nói. Con biểu diễn văn nghệ để cho má vui, má tha cho con đi. Không, tha gì tôi quất cho mày một cái giờ. Mày cái tội của mày á, mày nãy giờ tao tha là không có đánh đòn, cái tội là cà kê dê ngỗng, không chuyện. Nhưng mà từ sáng tới giờ mày đi đâu? Bây giờ tao quất mày cho ở đâu tha hả? Không có tha vậy mày? Thì má suy nghĩ lại đi. Không có suy nghĩ. Con biểu diễn văn nghệ cho má nghèo, má không chịu tha cho con. Giờ á, ca sĩ giờ người ta cũng nhiều. Thôi giờ má tạm tính vậy đi, đúng không? Ca dạ. Sĩ giờ người ta nhiều tiền lắm. Vâng. Mà nó cũng đang thịnh nữa. Thôi giờ má nghĩ vậy đi. Tao biết tao quất mày năm rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ con kiếm bài hát nào mà hát được có 5 cái chữ mẹ đi. Mà tao tha cho tao quất năm rồi đó. Mày ca sao nghe xu tai nha, 5 chữ nha. Ba má nói, mẹ. Nó nói thiệt không? Thiệt. Dễ. Con ca 50 bản má nghe luôn. Sốc quá. Mày ca được không nha? Bài nào cũng phải có chữ mẹ nha. Dạ. Rồi bắt đầu ca đi. Mẹ thương bao con thân gái đùng trâu, mai kia mốt nọ con đi lấy chồng, dầm ngàn thân gái đùng trâu, một lần sẽ hoa pháo hồng, suốt đời khắc ghi trong lòng. Ôi da, sao má quýnh con? Mày vậy thứ nhất, con nít mà mày đặt hát nhạc người lớn là mày phạm luật rồi, đúng không? Phạm luật là thêm một roi nữa chứ không có bớt roi, đúng chưa? Ý là hát lại hát đúng nha, mày đang đúng với tao nha. Em muốn mang thân con gái nhà nghèo, đúng rồi con, đúng tâm trạng đó. Thấy cha mẹ già nuôi đàn em thôi, tuổi xuân đôi ta mìm mà em chẳng ước mơ nhiều, chỉ thấy nhà vắt lá cột xiêu. Tâm trạng má đúng rồi con. Má ơi, con hát xong rồi, nhìn má là con biết xúc động, xúc phải động vậy không? Mày ôi da, mày ra đây, mày nghĩ sao?
Mày nghĩ sao mà mày hát cái bài đó, bài người lớn mà mày dám hát? Tao xúc động thiệt, nhưng mà tại vì mày xúc động là tại mày hát đúng tâm trạng của má, đúng cái thời con gái của má. Công nhận là tao có mở karaoke tao hát bài này đúng không? Dạ đúng, hai bài này con nghe má hát karaoke hoài con thuộc luôn. Là tại vì đó là tâm trạng của tao, còn mày hát cái nhạc lớn là không đúng mày. Vậy ý lộn, hụt gà hụt vịt còn lộn chứ con không lộn. Mày xạo vậy sợ không? Nãy mày nói ý lộn mày lộn lần nữa là tao trừ điểm mày luôn nha. Dạ thôi con hát lại nha. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Này đúng á. Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô như hai mẹ hiền. Câu vợ hay dễ sợ. Ủa ba mày, mày sụt xạo mày, mày thấy tái mộ mày quá mày xạo mày. Còn nữa mày, tiếp mày. Tiếp không? Tiếp. Năm bài mới được. Chiếc khăn tay mẹ may cho em, trên cành cao mẹ theo con chim. Em rất vui có chiếc khăn xinh đẹp, lau bàn tay em rất sạch hằng ngày. Bài này được, còn minh họa chưa được. Ca được rồi mà minh họa tôi chưa vừa ý nha. Mày nghĩ sao mà mày làm khăn tay mà thấy không có giống gì hết trơn hết trội à. Tiếp mày. Vậy không? Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi xa thêm một tuổi. Không mời con giờ già lắm rồi con, phải lo cho má con. Mỗi mùa xuân sang mẹ em xa mẹ thành gần. Rồi mùa xuân nay tóc chân mẹ bay như gió như mây bay qua đời người con. Như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, chuối trên cây nhớ lại mẹ rụng con phải mồ côi. Nhớ lại mẹ rụng con phải mồ côi. Nín mày, nín. Mày nghĩ sao hả? Tóc tao ngày nào cũng đi phải đi nhuộm hết trơn, mày quất vô tóc bạc. Tao bị nhiêu đây, tao đẻ mày ra tao còn đẻ được chục đứa nữa mà nói tóc bạc. Tao nhuộm thì tốn tiền, mày nói gì hả? Ủa vậy hả? Vậy hả nữa hả? Vậy con xin lỗi má. Bây giờ con là Tí, con xin cống hiến với quý vị khán giả một câu giọng cổ. Được không? Dạ được. Đức hơi giữa chân mày biết tao. Chẳng những đức hơi giữa chân tôi quất mày thêm năm rồi nữa đó. Rồi, khán giả vỗ tay đó. Dạ đi nha. Ừ. Mẹ ơi. Hay, vô con. Mẹ là tiếng đầu tiên mà con thốt lên từ bi. Thèn, 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 thèn. Yo. Tiếng âm thanh em đềm em á gửi cho con bao nhiêu hình ảnh mẹ yêu kìa. Nhỏ thôi, tiếp con gái con. Lấy hết sức bình sinh con, tiếp. Mẹ là dòng sông, là dòng sữa nuôi con khôn lớn nên người. Đúng rồi con, đúng rồi. Mẹ ơi, hai tiếng đó sao nghe quá ngọt ngào. Ủa sao kỳ vậy con? Cô tan hứng quá tự nhiên cái bài để vô đứt quãng đoạn hậu vậy. Tiếp đi. Thầy con ca đúng 5 bài rồi con miễn phí cho mẹ một câu giọng cổ. Hát không có tiền mà biểu con hát hoài. Không tưởng con không mệt. Giờ má tính vậy nha. Dạ. Thay vì tao quất 5 roi rồi. Bây giờ nãy giờ tao ái mộ, tao nghe ca rồi, có không? Tao cuồng nhiệt rồi. Dạ. Giờ đâu phải bị ăn đòn ở đâu. Đúng không? Quá hay quá dở đúng không? Vô học bài. Dạ. Dạ. Bẻ ha, vô học bài ha. Ê. Quay lại mày. Ê. Dạ. Review à. Mình nói mà than con rồi. Vô đây. Thảo rồi. Bây giờ nghi nghi rồi nha. Quay cái lưng lại coi. Dạ. Quay trước coi. Dạ. Tao giỡn ngoài hả mày? Dạ. Đưa hai tay ra trước. Dạ. Hai tay. Dạ. Chà, cái viết này đẹp quá ha. Có hình cô gái đây nữa. Mới bị lớn mà lựa hình cái viết nào có gái mới mua hả mày? Mày quá lắm rồi. Con cái viết này đẹp như vậy là chỉ có ăn cắp. Ủa? Mà nếu như không có ăn cắp á là chỉ có chôm tiền tao đi mua thôi. Mày chôm hết nhiêu tiền của tao rồi. Không, còn nhiêu trả lại đây. Nếu mà con ăn cắp là con đánh đề thêm rồi. Ê,
giỡn tao hả? Dạ. Giỡn mặt mày hả? Dạ. Dạ, tôi quất mày cái giờ à. Mày giết lại đâu ra? Con cắp luôn tao phải không? Con lượm. Cái gì? Con không có mua mà con lượm. Lượm á hả? Dạ. Giết ở đâu để sẵn cho mày lượm? Mày khai thiệt không? Mày khai thiệt không hả? Giết lại đâu ra? Giết lại đâu? Mày giết lại đâu? Con lượm. Mày lượm hả? Mày ăn cắp của ai? Mới mày lớn mà xanh cực ăn cắp hả? Mà đến lớn nữa mày làm ăn cướp sao mày giờ mà mày ăn cắp giết con ta? Hả? Sao? Thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng. Có phải nhà ngươi ăn cắp không? Dạ phải. Sao mà cười? Cười sao không cười? Vũ mày nãy giờ mày mới nói là tại sao đi ăn cắp cường của ta? Nhưng con không có ăn cắp của má, con ăn cắp của con gái lớn. Gì? Ăn cắp của con gái lớn? Dạ. Má nói vậy bao nhiêu lần rồi? Hả? Biết ăn cắp là bị tội gì chưa? Dạ biết. Tội gì? Ăn cắp thì má sẽ bị... Dạ má sẽ chặt tay con, à, rút móng con. Sợ không? Dạ sợ. Sợ sao mà còn làm? Má ơi, má tha cho con lần này đi má. Rồi, rồi, tha sao được mà tha? Má, má tha cho con lần này đi. Con ráng tìm 3 bài hát có chữ ăn cắp cho má nghe. Cái gì? Vụ tao hả? Mày biết tao ái mộ người ta cái vụ ca giờ mày định lấy âm nhạc cái mày lung lay ý chí tao hả? Không có tha mày. Mày mới có bay lớn à. Mới có bao nhiêu tuổi à mà có ý đồ đi ăn trộm chỉ ăn cắp người ta rồi nữa, mày lớn là mày đem cướp cho mày làm được cái gì? Cũng tại má hết á. Tại vì tại tao. Con xin tiền mua tập mua viết. Ừ. Má có cho con đâu. Má cũng có cho nhưng mà má căng nhăn chửi rủa. Thì tại vì mua nhiều quá. Mà mày cũng vậy nữa. Không có ý chí học. Người ta học người ta đâu có cần ghê gớm hoành tráng đâu. Ngày xưa mày nhớ không, mặt tính chi không? Học đâu cần gì ghê đâu. Miễn sao có trí thôi. Học người ta lấy cái chứng dịch người ta bắt mấy con đom đóm, mấy con đom đóm không? Được. Bỏ ra chổng. Xong rồi sáng trưng người ta làm đèn người ta học. Rồi người ta lấy cục than người ta làm viết. Cục than người ta còn viết được, cục than mà xuống dưới bếp lấy xíu gì than. Đúng không? Không lại thì mày có ham học thôi. Cái mặt mày là ham chơi. Ai à. Nhưng mà nhà dì hai cũng nghèo giống như nhà mình mà dì hai không có chơi số đề. Dì hai lo cho con gái lớn ăn đủ thứ mà lo cho tới chốn tới nơi luôn nè. Viết nè, tập nè, dở nè. Cây viết này mắc tiền lắm á. Dì hai mua cây viết này thưởng cho con gái lớn đứng nhất lớp tháng này. Con cũng đứng nhất lớp mà má cũng đâu. Má có thưởng con gì đâu. Hôm qua tao thưởng rồi đó. Mua mà mày hỏi thích gì mày không nói, tự động tao mua cho mày củ quà lan mày ăn rồi đó. Củ quà lan ăn không có no. No cái gì? Mày á mà tao cũng ham học. Sụt sạo không à. Chịu trơm chỉa. Cái viết là đẹp thiệt chứ. Chắc mắc tiền lắm á con ha. Dạ. Ồ, thôi được rồi. Để đó. Mày đừng xài. Lỡ rồi. Để đó. Má có kìa, má đưa cho dượng mày có ghi chép sổ sách gì không? Má. Thế vậy hả? Để con đem trả cho con gái lớn. Ngu, đừng có ngu. Trời ơi, con ngủ, con quá ngu rồi, nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mày trơm giết rồi thì đem mày trả cho nó rồi nó biết mình đang cắp làm sao? Đúng không? Dạ đúng, khoan. Nhìn chi? Lấy cái viết lại để mày viết hả? Không có, không có, mau cho mượn. Cái gì? Ê, má ơi, chết rồi, dưỡng gì? Tao. Trời ơi, này gạt tôi được hoài vậy ta. Ba tí. Tôi quất mày cái bây giờ mày phá tao hoài mày. Vô ngoài đi. Tí này lớn nè, tí lớn. Ủa? Anh? Trời ơi. Trời ơi, sao về anh nói em ra đó. Thôi chi mất công thấy em lu bu quá trời rồi đón gì nữa. Ủa mà thằng tí chuột mình đâu rồi em? Nó qua nhà dì hai nó chơi chút xíu rồi. Nó mà biết cha Dượng nó về nó mừng. Ủa quên. Ba nó về nó mừng lắm á. Ba chứ cha Dượng, cha dạ, Dượng. Ba nãy giận rồi. À không giận. nó đi rồi phải không? Dạ. Còn em báo em tin mừng. Tin gì? Hồi nãy anh về anh đi ngang nhà bà Bảy đó. Bà Bảy nói với anh là cái số gì mà em ghi đó. Sổ trúng rồi. Trúng rồi hả? Trúng rồi, qua lãnh tiền. Thiệt không? Ừ, trời ơi, vô mánh. Cái gì vậy? Sao đang vui mà tự nhiên bứt rứt bối rối. Giỡn ghẹo hoài. Anh biết rồi. Em biết anh là không có thích em đánh đề. Cho nên em không có đánh đề ở đâu. Bỏ rồi. Bỏ rồi phải không? Bỏ lâu rồi. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi. Nếu thiệt vậy là anh cúng heo ăn mừng liền đó. Cúng heo ăn mừng. Làm em giàu lắm nha. Trời, đừng coi thường. Hồi trước thì không dám nổ chứ giờ mình bắt đầu nổ à. Thiệt không? Kỳ này buôn bán làm ăn khấm khá luôn á. Thiệt không? Tiền nhiều lắm. Đây nè. Đó, gỗ nha kêu nè. Cái sắt này nó kêu nè.
chứ còn tiền bằng giấy sao nó kêu được. Anh này ghét quá. Ghét gì? Coi chừng tí nó thấy tí gì anh, nó cười quá. Hôn cái cào, cái em kỳ quá. Đây cá luôn cho đều. Cho đều. Kỳ quá. Vô rót miếng nước uống ra trời rồi. Để nha. Trời ơi, bởi vậy tôi chết vì cái tướng này. Bây giờ đó tôi nghĩ tôi trao thân gửi phận cho cái cô này, tôi không có uổng đời tôi. Ủa sao kỳ cho tuột kia. Trời ơi, công nhận. Vô về kêu cái về kêu không dở ngắn hoài cũng vậy à, gặp con cái rồi bắt đầu là dị ứng với con liền à. Dượng dặn sao không có được kêu bằng dượng, kêu cho nó tình cảm thiết tha ngọt ngào. Ba kêu bằng ba dễ thôi. Đó rồi kêu thôi. Sao dễ? Cho 5.000 đi. Cái gì? Cho 5.000? Dạ. Ngon ha, công nhận nha. Mới đi có 1 tháng về biết làm tiền rồi hả con? Hả? Biết làm tiền rồi phải không? Dượng không chứ mà Dượng hỏi hoài, hỏi tùm lum luôn á. Thì từ cho, nhưng mà xin 5.000 làm gì? Thì Dượng cứ cho đi. Mệt quá. Kêu Dượng không mà thấy mà mệt. Này được không? Biết mà, tao biết mày biết màu mà, cái màu nào 5.000, màu nào 1.000 mày biết mà. Nè. Dạ, cảm ơn ba. Cái gì? Kiếm lại lần nữa coi. Mát ruột quá. Nghe con kêu tiếng ba làm như là uống lít nước sâm vậy đó. Làm lần nữa con, làm lần nữa. Làm lần nữa phải không? Làm lần nữa đi, kêu cái nữa. 2.000. Nữa mày. Ê quê nha, mày tin tao chơi đôi dép vô mặt mày không? Trời ơi, làm tiền cái ớn luôn à. Mới 5.000 bây giờ là 2.000 nữa hả? Vậy thôi. Vậy đi đâu, đi đâu, bé. Vô. Dạ. Lui lại. Yeah. Đi đâu á? Con đi ghi số. Ghi số gì? Hả? Trời. Mày ghi số đề hả? Mới mười mấy tuổi mà mày đi ghi số đề phải không? Hồi nãy má ghi số 11 con ké theo 5.000. Giờ con ra con ghi tiếp. Thôi nó chết rồi. Mình má mày thôi tao chịu không nổi, giờ thêm mày nữa hả? Có vụ ghi ké nữa hả con? Ké nữa hả? Dạ. Má nói á, nuôi nó giống như nuôi heo vậy đó. Nuôi heo. Chừng nào gỡ lại. Thôi mà. Có nghĩa là trứng là gỡ lại phải không? Dạ. Bỏ con heo phải không? Dạ. Trứng gỡ lại. Dạ. Vậy là lấy 5.000 là chuẩn bị đi ghi ké đó phải không? Dạ. Ê, chứ tới giờ sẽ xuống. Con đi nha. Đứng lại. Dạ. Trời ơi, nó đi mà làm như nó bay vậy. Lùi lại coi. Cái gì? Nhát ai con? Tức là Michael Jackson với tao hả? Mày nhát tao hả? Cái gì? Mới mới lớn mà đặt đi ghi số đề hả? Nó nói với con hoài, con nhỏ không có được vướng cho ba cái vụ đó, hiểu không? Dạ hiểu. Ở nhà đi, ba lấy quà ba cho quà nè. Đâu mà. Rồi khoan vụ quà đó. Giờ nghe ba hỏi rồi trả lời nè. Nghe không? Hãy hỏi câu nào trả lời câu đó. Xong sẽ cho quà ha. Dạ. Má đó có thường hay ghi số đề không? Không. Không có hả? Coi như là mỗi ngày mới ghi có 1 số thôi à. Trời ơi, ngày ghi 1 số thôi. Dạ. Mà nói á. Sao? Nuôi nó đó. Giống như nuôi con vậy nè. Vài bữa gỡ lại. Gỡ lại gì? Nuôi mày không có lời, nuôi nó sao có lời được? Bởi vì mệt mày ghê à. Nè anh, uống nước đi anh, đi vô ăn cơm. Đó, má ra kìa, má hỏi má đi. Mày nói gì vậy mày? Ôi da. Hỏi gì? Hỏi má đi vụ nãy đó. Chân, khoan mày, quà gì, từ từ đi, tao hỏi bà đã. Ha. Cười gì anh, cười gì đẹp vậy? Không dạ. Nay ghi số mấy vậy? Nói cho anh biết anh ghi chung với. Giỡn hoài à, anh nói anh không thích đánh đệm mà, có đánh đâu. Dạ. Em có đánh không, có đụng tới luôn á, thiệt á. Thiệt á, trời ai mà kêu đánh đệm chửi luôn á. Trời vậy hả? Ghét lắm, bỏ rồi. Giờ sao tin? Hỏi tí coi. Anh hỏi tí coi em có đánh đâu. Đi ha. Má. Má đâu đánh đề ra. Mắt má làm gì cà dứt. Cà dứt, 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 dứt. Bộ mắt má bị nhắm hả? Nhắm gì? Thôi khỏi giật, khỏi nhái gì hết trơn á. Tôi hiểu hết rồi. Tưởng sao nói chứ, cố vô. Bực mình quá, khỏi cơm nước gì hết trơn á. Anh. Tì 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 tì. Quê đâu rồi. Mày nói gì vậy, ông đem bỏ đi vậy? Thì ba hỏi số mấy thì con nói má ghi số 11. Trời ơi, sao con ngu
xạo gì không? Mày với mày gì? Mày đánh hoài vậy? Mày ngu quá à? Đánh với mày. Tại sao mày không chịu biết giấu đây? Mày phải che giấu đi chứ, mày phải biết nó xạo chứ. Mày ra ruột để ngoài da, mày ốc heo, tao bổ đầu mày đâu có cái gì chống mày. Mày ngu vậy nè, bổ đầu mày ra bây giờ. Là không có được nói dốc, nếu mà nói dốc cho xuống âm phụ mày cắt lưỡi. Nín, đó là người ngoài, còn đây là trong nhà đúng không? Má con nhà mày phải che giấu cho tao chứ. Mày dạ. Hả? Bây giờ mày nhà mày coi nhà nghe chưa? Dạ. Ngồi im đó nha, mày nhúc nhích thì biết mẹ tao, mày liếc khỉ lắm nghe chưa? Dạ. Mày kiếm ổng về coi sao, ổng đem cả một cái giỏ tiền về đây nè, mà giờ ổng mang đi một cái ở rồi meo mỏ lên. Dạ. Thấy chưa? Ở nhà coi nhà đó. Dạ, dạ. Mày hay lắm mà. Dạ. Một đống tiền. Trời ơi, vừa nghe quá lòng quá. Trời ơi, vậy mình sẽ đi chơi cho đã. Ồ, đúng rồi ha. Có chuyện này lớn lắm. Mình ăn cắp cây viết của con gái lớn. Mình phải mua cây kẹp cho nó. Tại vì hôm bữa mình vô trường đó, mình thấy nó hả? Nó đi đi cái kẹp của mấy bạn rồi. Mình sẽ lấy tiền và mình sẽ đánh đề cho đã. Má ơi, con sẽ giàu to. Ôi tí rồi. Ai chú chưa? À, em ơi, em. Em út gì? Giận ta đã bỏ đi đã rồi em út gì nữa? Thôi mà, rồi này còn giận lẫy không biết nữa. Mất rồi, mất hết rồi. Mất cái gì? Cái túi tiền. Tiền nào? Cái túi tiền của anh đó. Anh để đâu mất? Thì để trong nhà chứ đâu, anh bỏ trong cái vỏ đó. Ủa? Giờ về mất tiêu rồi. Hồi nãy em nhớ là em đi em bỏ vô tủ đàng hoàng khóa lại mà. Khóa cái gì? Anh về anh thấy cái vỏ anh còn để trên bàn y nguyên, không khóa đâu. Rồi anh mới thấy cái vỏ anh tưởng là còn nguyên, chừng anh mở cái vỏ ra túi tiền mất tiêu rồi. Ủa sao kỳ vậy, nhà đâu có ai đâu, có em với anh với... Ủa có một tí nữa à, mà em đi trước với anh cũng chạy, em chạy theo anh vậy. Tí. Dạ. Giờ trả lời thiệt Dượng nghe nè. À. Con có làm gì có lỗi với Dượng không? Có không con? Có không? Trả lời Dượng, Dượng bỏ qua cho nha. Con không có lấy mà má. Má Dượng nhìn con chằm chằm, con sợ quá à. Anh làm gì anh nhìn nó dữ vậy? Ờ, nó nít rồi sao biết xài tiền mà lấy. À vậy hả? Ờ, đúng rồi, con đâu biết xài tiền phải không con? Dạ. Ờ, má nói á là tiền á là vi trùng không dơ lắm. À. Nếu mà muốn mua gì má mua cho. À vậy ha. Vậy là hồi nãy ai làm tiền tôi vậy ha? Dạ con. Rồi ai xin tôi 5.000 ha? Dạ con. Rồi ai lấy 5.000 đó đi đánh đề ha? Dạ cũng là con. Má ơi cũng con ra. Con hả? Hả? Con hoài. Anh làm gì vậy? Nó nói. Anh làm gì vậy? Trời đất ơi, anh hỏi con nít mà làm như là tù á. Nó là phải tù nhân của anh đâu. Rồi anh làm nhìn sứng sở với người đó nè. Rồi bao nhiêu người anh ăn ngoài đường, bao nhiêu người ta nhìn vô ta nói sao? Thôi, cha Dượng đi hà hiếp con vợ. Thôi biết rồi, thôi em đừng nói nữa. Thôi giờ con có lấy phải không? Dạ. Chắc chắn phải không? Dạ. Rồi vậy anh có cách rồi. Cái gì? Anh bảo đảm em anh có cách anh lấy lại có tiền. Sao lấy được? Sao không được? Vậy lấy lại hả? Lấy lại thì sao Dượng? Có nghĩa là con biết không? Hồi lúc mà Dượng đi trên đường về đó, Dượng gặp cái ông thầy bói. Ông thầy bói linh lắm. Gặp thầy bói. Ông nói là Dượng sắp sửa bị mất tiền. Chết chưa? Cái ông nói vòng vòng hồi Dượng thấy đúng quá. Cái Dượng nghi nghi, cuối cùng Dượng mua cái lá bùa của ổng biết bao nhiêu không? Nhiều. 100.000. Trời ơi, dữ vậy? Lá bùa gì mà dữ, tiền nhiều mà mua chứ anh. Không, lá bùa 100.000 mắc ha, không mắc đâu con, không hề. Trời ơi, lá bùa linh vô cùng. Mới đầu là ổng nói là Dượng nghe là tưởng mắc ai về, cuối cùng linh lắm, mua 100.000 đáng đồng tiền luôn con. Vậy hả? Ờ, con biết sao linh không? Sao linh? Dạ không. Đó, có nghĩa là lúc mà ổng thử Dượng ha. Dạ. Ổng thử Dượng mới tin mà. Ông lấy lá bùa cái ông bỏ vô cái túi tiền của Dượng ha. Rồi ông mới nói là Dượng thôi đem giấu đi. Cái anh đem giấu. Anh vừa đem giấu ông đốt lá bùa thứ hai, tự nhiên lúc đó anh mơ mặt anh ngu á. Mặt ngu quá vậy. Ngu mà nó sệ chả chứ. Ông biết gì luôn á. Bắt đầu từ từ cái anh đem lại anh lấy cái chỗ mà anh giấu cái túi tiền đó. Anh xách cái vỏ tiền lại ông đưa ổng một cái mặt anh vẫn còn mê. Hả? Ngu phê rồi đó. Cuối cùng anh mới tỉnh lại nó. Trời, tụi linh như vậy. Ngồi múa liền. Hay ừ quá. Đó hay không? Công nhận quá hay luôn. Đó, nhưng gì? Mà cái lúc mà cái mặt anh á nó xấu lắm nha. Ừ đúng rồi. Xấu kỳ cục lắm. Anh biết mà, anh biết mà. Thành ra anh đâu có để ông gạt nữa hả? Ba, linh nghiệm quá hả ba? Quá linh luôn con. Thành ra giờ yên tâm đi.
bây giờ thằng ăn trộm nó lấy rồi phải không? Lấy rồi. Nó còn giấu thì lá bùa còn nằm ở trong đó. Bây giờ mình đốt lá bùa thứ hai thôi là bảo đảm nó đem lại, giống như là tự khai vậy đó. Không đánh mà khai thì đem lại trả à. Đốt đi, đốt đi, đốt đi, đốt đi. Đốt, đốt hả? Đáng lẽ tính đốt rồi đó. Mà không biết coi có em có cất không. Sợ đốt bậy bạ rồi mà ảnh hưởng trong nhà, tự nhiên cái bắt đầu em phê giống anh mặt em cũng ngu lắm ha. Không được đâu. Thôi bây giờ chuẩn bị mình đi đi đốt. Làm gì mà con xanh chằm vậy con? Sao mặt sao lẻ lét hả? Nghe tới chuyện lên thiên con nổi hết chưa kìa. Ủa vậy hả? Vậy hả? Ủa vậy tâm đi, không sao. Mình âm thầm mình đi đốt, mình đừng để nó coi, nó để nó thấy nó sợ. Thôi, đi đốt đốt rồi lấy cái giỏ tiền nha con. Để ba má đi đi đốt đốt bùi. Ba mẹ ơi. Vậy. Ba mẹ đi đốt đây, để con đi đây chỗ xíu. Rồi rồi. Rồi 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 rồi. Chết rồi. Ông ba đi đốt lá bùa rồi. Thôi. Tôi cũng lấy giúp tiền. Lấy giúp lá bùa. Nếu không mình sẽ mê giống ông Dượng vậy đó. Thôi chạy nhanh lên. Cầu trời cầu Phật cho ông Dượng chưa kịp đốt lá bùa thì mình chỉ đốt cái lá bùa ra là mọi chuyện sẽ không linh nghiệm nữa. Trời ơi sao kiến nhiều vậy. Kiến ơi tôi lại mày. Mày đừng cấn tao nữa được. Lại mày luôn. Bùa ơi. Mày đâu bùa? Bùa ở dưới đây nè. Trời ơi bùa lên ghê. Nói chuyện rồi. Bùa đời mới mà. Đời cũ nó không được. Đúng mà. Thấy bùa chưa? Chưa. Đưa hai con mắt nhìn đất nè. Cột cái tiền ra đi. Đó nhìn xuống. Đó. Dạ. Hai cái bùa luôn. Dừng. Má. Tiếng kêu ra trong trẻo á. Hai người làm gì nhìn con cho mày? Đứng nhìn kẻ trộm gói tiền đó con. Con đâu có trộm đâu. Đâu có trộm đâu đó. Bây giờ bà thấy chưa? Bà sáng mắt bà chưa? Bà binh nó không? Đó bà nói nó không biết xài tiền phải không? Đó thấy chưa? Trời. Mày thấy chưa? Mày thấy mà tại mày người ta chửi tao chưa? Vô đây. Mày thấy chưa? Nó. Mà mày leo đây mày làm gì? Dạ dạ. Con học thuộc bài xong rồi con lên đây con nhẩm nhẩm cho bài con gì? Thuộc luôn. Bài gì? Để con hát cho. Trời ơi. Lòng mẹ thương con như vần trăng tròn mùa thu. Em như nó ca đúng nhịp. Lòng mẹ tha thiết như nắng gió dịu mùa mận nở hồ. Lời ru mát mát em như sao diều xì sâu. Đến chú mẹ hiền em đêm năm tháng chiến. Ủng quá ha. Nói gì mà nó không làm ca sĩ, nó làm ăn cắp nó tiền ủng quá. Bởi vậy con nhà ai mà nó tài quá không ha. Bởi vậy. Con nhầm con bà. Ủa, mày ê mày được sao xả mày? Mày biết tại mộ mày ba cái vụ ca mày hay ca mày vụ tao bài mày. Đi xuống ơi. Đi xuống chưa? Mày xuống không? Trời ơi, tao lấy cái cây này tao mà chọt lên một cái mà tin ông nó xiên nhà. Dạ. Xuống cho tao mày. Hả? Hả cái gì? Trời ơi, mới cầm cái cây. Bự quá vậy tiêu. Đời của tí chỗ. Ma. Mày xuống nhà rồi. Trời ơi, đừng kêu con kêu ba đứng ba rụng rúng ba rụng rời hết, ba đứng hết nổi nè, đừng kêu nữa nha. Ê xuống mày, có ba con vậy. Ba ơi, ba ơi, nghe rụng rúng của con đâu? Trong lòng con nói ra đây. Nói đi con, nói đi. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải nhớ, cấp cha như núi. Tức mẹ như nữ trong ngọn chạy ra một lòng thờ mẹ kính cha. Thôi con đừng hát, con hát bà khóc. Nó còn gấu chọt cái cây này cái xiên qua bên kia luôn liền không tin không? Vô duyên à, tự nhiên một người lá trên thả rồi tưởng ca sĩ thì ra ông phụ họa nữa. Đi xuống lại đây, không nói nhiều mày. Để tôi bế nó xuống. Trời ơi, sao lên dễ quăng xuống khó dơ vậy? Bỏ con ha, lên dễ thôi. Xuống khó ha. Mẹ nghe, tao xin cái cây này một cái qua. Dỡ cái vỏ lên. Dạ, tao xuống, xuống. Được xuống. Chưa? Xuống. Rồi, quan dép vô. Dạ. Nữa. Lên dễ mới làm đây. Rồi, quan dép vô đàng hoàng, quay lại. Rồi, quay lại. Đưa sẵn cái đít này tao quất mày phải không? Phải không? Đưa sẵn cái đít này tao quất mày phải không? Dạ không, phải không? Tại sao con cắp con trộm? Hả? Tại sao con cho tiền ta? Trộm đâu, con tìm bùa. Bùa gì? Bùa linh thiêng. Bùa linh thiêng là bùa gì? Thì bùa của Dượng nói đó. Đó, thấy không? Dượng nói là leo lên tìm phải không? Dạ. Đó, giờ mới rõ ràng hả con ha? Đó, hết chói phải không? Ăn cắp tiền.
Anh đừng nói gì hết trơn á. Để đó, con tôi dạy. Không, để anh xử. Không, hả? Tôi đẻ nó ra được, tôi nhét nó vô được, tôi sẽ giết nó chết kỳ này. Trời, con cái mà, cái gì vậy? Thôi, trời, con mình làm gì nữa, nó kẻ thù vậy. Không, tôi phải quánh nó, tôi quánh vậy để cho mọi người biết là tôi có dạy nó chứ phải có dạy. Thôi, vậy để anh đánh cho, đánh nó từ từ. Con bị thương vậy mà má còn đánh con nữa hả? Mày lại đây, tao phóng con cái vô, mày trên không? Mày lại đây không? Mà hết thương con rồi, mà ác không gì ghé nữa. Thôi. Được, tiền má. Đây. Dính bít. Trời ơi. Ê, thằng kia, đứng lại, tao phóng một cái mấy bạn. Thôi, trời không mệt bạc cái gì vậy? Đây, biết. Trời ơi, nó thương mà nó quất ông luôn bây giờ. Biết rồi, nhưng mà nó còn nhỏ, có gì dạy nó. Em làm cho nó cái gì mà giữ cho biết. Thôi, ở đi, nên đi đó. Hù vậy thôi, hù là có biết là mình có dạy con mà thôi. Chứ đâu có quất chúng cái nào đâu. Không biết nãy có chúng không ta? Ê bà, đi kiếm sức dầu cho nó đi, đâu có đứng đây được. Cục cưng mà. Má không có được con mà má tìm con chi? Trời ơi, má có mình con sao má không thương con được? Không thấy má hả? Mà thương con mà má đánh con bầm mình bầm mấy trời trời nè. Trời ơi, nãy con không thấy hả? Vượng con ổng hầm hầm, ổng sắp cái cây dài vậy nè. Trời ổng mà quất con một cái, chắc con gãy cái 8 khúc á. Bây giờ con có ngồi đây đâu mà con vô nhà thương con ăn bột kìa. Má thương con, cho nên má phải đánh dằn mặt, hiểu không? Má phải đánh trước vậy để ổng khỏi đánh. Chứ giả lại má muốn đánh vậy á, chứ mẹ con của bà hai á, sợ lần sau có nhiều chuyện nữa. Nghe không? Thiệt không má? Thiệt. Trời ơi, con là con của má mà. Có chuyện gì má cũng phải thương con, má phải lo cho con, má phải bao che cho con chứ. Vậy bây giờ việc nào con làm sai má cũng bao che cho con hết phải không? Ừ, việc gì má cũng trao che cho con hết trơn á. Dạ. Con là con trai cưng của má mà, có một thằng trai duy nhất mà. Dạ. Cục cưng nha. Bây giờ nè, đứng lên. Đứng lên giỏi má thương nè. Bây giờ vậy nha. Bây giờ Dượng con sắp về tới rồi. Giờ dạ. Má cõng con về tới nhà, thảy con xuống dưới cái má chạy ù ra sau bếp. Còn dạ. Con á phải giả bộ con vô con cười con nói chuyện giả lả con xin lỗi ổng tiếng cho ông vui không? Dạ. Nhất định vậy ha. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Nhớ về xin lỗi ổng tiếng nha. Dạ. Lên đường. Vậy á phải cưng không? Đó. Ô già cha. Nó nhẹ lắm rồi nha, đi chơi quá rồi á, không ăn á. Thôi để nó đi để. Ủa anh? Hả? Anh kiếm được thằng Âm Minh đó chưa? Sao? Quá trời luôn á, em nói rồi nha, có đó là không có em đâu á. Thôi mà, con cái mà em làm như kẻ thù vậy, làm thấy ớn không à. Thì nó hư thì nó hứa nó sửa sai thôi, nãy nó thề với anh rồi. Nó hứa thề là nó sẽ không ăn cắp nữa. Phải không? Thiệt. Thiệt không? Thiệt mà. Thôi anh nói em nghe, con cái lỡ có chuyện gì mình dạy nó, chứ cứ đánh đập nó hoài như em đâu có được, đúng không? Biết rồi. Ừ, thôi giờ nè, em ở đây lo lặt mấy cái đậu bắp đi vô nấu canh chua. Anh chạy bển nhà anh Bảy đó. Anh kiếm mấy con cá lóc về cái nấu canh chua thằng tí thích lắm á, để bù lại cho nó, hồi nãy nó bị đò anh thấy xót xa quá nha. Dạ. Thôi anh đi nha. Dạ. Công nhận nha, số tôi có phước thiệt á, cha Dượng mà thương con vợ y như là con ruột mình vậy, người sinh ra nó có cái số. Dạ. Làm gì hả? Con đâu có làm gì đâu. Mày lục lọi gì đó? Con không có làm. Mày ăn cắp nữa phải không? Con đâu có ăn cắp đâu. Chứ làm gì lục tủ, định ăn cắp tiền nữa phải không? Con mượn đỡ chứ con đâu ăn cắp đâu. Gì? Có vụ mượn đỡ nữa hả? Dạ. Ai cho mày nghĩ cái ý nghĩ là mượn đỡ? Mày làm gì? Mày cần tiền làm gì? Dạ, đánh. Đánh gì? Ghi số. Ghi số gì? Ghi số đó. Giống má hồi trước đó. Ai cho mày ghi số đề? Hả? Tại cũng má đó. Má gì? Ai cho tao dạy mày nào? Tuổi của mày là tuổi ăn tuổi học, tại sao mà tự nhiên nghĩ cái chuyện đánh đề? Tao cấm mà không được đánh đề mà tại sao đánh đáp? Nhưng mà bây giờ con đã làm số đề rồi. Bây giờ hả? Con thuộc số đề còn hơn cả thuộc bài học nữa. Cái gì mày nói vậy hả? Mày dám nói là thuộc hơn cả bài học nữa hả? Mày nói thử nghe coi. Giờ má không tin phục. Để con nói cho nha. 28 68 là con gà. Đúng cháu.
đúng. 01 41 81 là con cá trắng. Còn con đố má cục đá đó mà biết không? Biết. Mà không biết. Nhiều 20 60. Trời đất ơi, má biết con én không? Tắt lưỡi mày giờ chứ ở đâu én hả mày? Mày không lo ăn học mày bậy bạ. Mày nghĩ sao đi đến đề? Chặt tay tao cắt lưỡi mày giờ mày tin không? Giờ mới chặt tay con đi. Tại sao? Bây giờ con chịu hết nổi rồi. Mày giỡn với tao hả mày? Mày hổn láo mất dạy mày. Mày làm gì mà chịu hết nổi? Cũng là mới đào tạo uống nắng con mới nhớ rồi chứ không? Sao? Con rất là mê học. Vì tại là má mới kêu con ghi số này, ghi số nọ, tặng cái số đây không? Bây giờ con đã lậm rồi, bây giờ không có gì chửi con đâu. Nó đã lậm vô máu, vô xương, vô thịt, vô tủy con rồi. Mày lậm vô chồng hả? Giờ bây giờ chỉ có nước mới nhét con đi. Sáng mặt tay giờ nha mày, mày hổn lắm. Mất dạy gì vừa phải phải nè chưa? Tao nói cho mày biết nha, tao kêu cha mày quýnh mày chết. Thì má cứ kêu đi. Nếu mà má nói ổng thương con thì má kêu ổng cho con mượn ít tiền đi. Không. Nếu không thì con sẽ đi tìm tiền chỗ khác. Đi chuột, đi chuột. Trời đất ơi, ở nhà này có một con ma đề đủ chết rồi. Bây giờ mày muốn thành ma đề luôn hả? Tao lôi đầu mày về tao xích đi cho mày coi. Mà cũng phải nữa, tại tôi nữa. Đúng là con hư tại mẹ mà. Đi chuột. Đi. Cái gì vậy? Làm gì mà lôi con vậy? Hả? Rồi đó trên phường. Trên phường làm gì? Em phường cho mấy chú công an giáo dục, em hết giáo dục có nổi rồi. Thôi mà em anh nói em nghe, nó còn nhỏ. Em đưa nó lên phường cho mấy anh giáo dục đi. Đầu tiên là mình ở nhà gia đình giáo dục nó trước đã ha. Em chịu hết nổi rồi em. Bây giờ em không còn biết cách nào chỉ nó nữa. Đó, mà nói đúng đó. Má là má của con. Má vì ba kia che chở cho con, binh vực cho con. Trời ơi, em nghe nó nói mà đứt từng đạn ruột không em? Lỗi là lỗi của em. Sao lỗi em? Em cứ nhận bừa nhận ẩu vậy hoài à. Thì nó biết lỗi nó rồi kìa. Con em nói cho má con vui coi. Minh ở, Minh đưa con lên phòng hả? Thôi, em có bao che cho nó được đâu. Cũng tại em không á. Em bao che cho nó. Ra cái tội lỗi gì của nó em cũng che hết á. Rồi mày ăn cắp mình nửa lớn rồi đâu có làm chuyện khác nữa. Rồi cái đề cũng do em, mà mấy năm nay em bỏ rồi em đâu có chơi nữa đâu. Thế nhưng em không chơi nữa mà nó vẫn chơi đến đề là sao? Thôi anh biết rồi, cái này nói chung là cũng hậu quả thôi. Thì bây giờ mình rút kinh nghiệm đó. Em biết là tại do em cứ bắt cái vấn đề hoài, biết thì nó hư, con hư là tại em. Thôi anh nói em nghe, bây giờ nó không giống như tờ giấy trắng vậy đó. Thấy không, mình là người lớn, mình giáo dục nó không đúng cách thì chẳng khác nào mình làm quen ố cái tờ giấy trắng đó. Giờ sao? Con thấy tội lỗi con chưa? Dạ con hiểu rồi. Bây hiểu giờ sao nói cho ba với má nghe coi. Con sẽ hứa từ nay, con lắng xa bao nhiêu thời gian, con cơm nam cũng không cứ đi. Chúng tôi bắt bay là đời con heo uống trộm cắp mồ hôi nước mắt và bắt lương con hàng trăm xa. Thấy con hiền ba cũng mừng, hơn ai cho ba bạc vàng con ơi. Còn em đây cũng đã hiểu ra, sống thương con theo kiểu bao đồng. Bao che lỗi sai là tên dung tung, rồi xô đẩy con vào tội lỗi. Con rất vui vì không uống tài. Qua rồi u phiền nên phải no sai ăn mừng hai mẹ con, chịu không? Thôi để thôi đừng có đi nhậu vậy á. Anh biết làm gì không? Làm gì? Em đi chợ rồi, em mua một giỏ đồ ăn rồi. Nhưng mà tại em điên nó quá thì em làm vậy thôi. Vậy về nấu. Vậy ha. Sao? Đứng lại. Không, chạy đâu vậy? Cái gì? Nghĩ làm sao? Cái chuyện học vốn là cái chuyện của tao. Mắc mơ mấy bạn kia. Bởi vì điều đó là sự thật. Mày sự cần của tao. Hãy đỡ. Yeah. Mày biết mày mét bay vậy tao buồn, mà khóc rồi sao? Bởi vì đó là sự thật. Mày sự thật. Yeah. Mày biết ba buồn, ba khóc, ba bỏ nhà, ba ra đi rồi sao? Đó là sự thật, phải mét hơn. Là sự thật ấy ai? Mẹ. Tưởng đâu cũng quýnh mẹ ơi. Còn anh, tại sao tôi bị một điểm? Anh mét ba làm cái gì? Đó là thật sự. Hãy đỡ. Sao? Dạ anh chào ba. Dạ anh chào ba, không nhận. À, mày gạt tao đó, ba lớn quay qua đánh đứt tao rồi.
Ba tới kìa. Mày đứng sao? Chào ba. Mày nói ba tới tao quay qua để mày đánh cho đứt tao thưa mày. Ba tới thiệt. Đừng có gạt tao nha. Thiệt. Tao cho mày biết nha. Tao không có sợ thằng nào con nào hết. Bây giờ ổng bước ra đây đi. Sao? Tao quất ổng luôn. Ai vậy? Ai mới quýnh đầu tôi? Ai? Tao đây. Ủa, bao quýnh đầu con? Mày mất dạy à? Bố mày mà mày cũng đòi đánh luôn à? Đây ông nói cho mày biết nha, ông muốn hát câu này để cho mày biết giá trị của bố mày như thế nào nè. Nghe đây. Này con ơi, con có được ba là con có phúc. Sao con hỗn hào thằng cha con đang đứng trước con này. Chưa có hết mà vỗ tay cái gì. Hết rồi. Học thì không lo học, học thì rớt như con bò ấy. Lúc nào cũng đánh nhau. Năm nay mày học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 4. Thằng hai lớp mấy? Dạ, lớp 6. Tại sao thằng em học lớp 6 mà thằng anh chỉ học có lớp 4? Dạ, tại con thương thầy, nhớ lớp. Vớ vẩn, học dốt thì nói mẹ nó học dốt cần thương thầy nhớ lớp. Mà hai thằng, một thằng học lớp 6, một thằng học lớp 4, cô cho bài tập về nhà làm, không biết làm thì nhờ lớp 8, lớp 9 người ta chỉ. Tại sao đi hỏi lớp 3? Đâu có. Con học lớp 6. Tao không nói chúng mày, tao nói cái người chỉ bài cho chúng mày chỉ học có lớp 3 thôi. Ủa ai vậy? Ai vậy? Bố mày này. Trời ơi. Có hay cái gì con mới dạy tụi con? Có hay tao học lớp 3 mà chúng mày hỏi nên tao phải chỉ. Đấy là vấn đề sĩ diện mà. Nhưng mà bố sống lâu, bố có nhiều kinh nghiệm. Dạ. Vừa rồi mày học cái gì mà cô mày mắng mày, mày nói bố nghe bố chỉnh sửa. Dạ, cô giáo hỏi con ai là người ăn cắp nỏ thần của ông An Dương Dương? Tại sao mày đi ăn cắp cái nỏ của người ta? Nhà mày có cái ná mày ăn cắp cái nỏ làm gì? Mày mang cái nỏ mày giả lại ngay cho ông Dương nhá. Trời ơi, ba ơi là ba. Con biết người lấy cái nỏ. Mày biết tại sao mày không nói? Mày để cô giáo chỉ thẳng vào mặt anh mày đòi cái nỏ kìa. Trời ơi, người lấy cái nỏ là Trọng Thủy. Ai? Trọng Thủy. À, Trọng Thủy. Nhà Trọng Thủy ở đâu? Cô làm gì ba? Ngày mai ta dẫn cô mày đến để minh oan cho mày. Nhà ta có nghèo chứ không bao giờ cho con đi ăn cắp đâu nha. Trời ơi ba ơi, Trọng Thủy là những vật ở trong truyền thuyết có cách đây mấy ngàn năm rồi. Mày nói vớ vẩn, mấy ngàn năm sao ông đẻ trước mày ông không biết? Tao không biết thì con tao làm sao biết? Cô mày hỏi vớ vẩn. Còn mày, mày học cái gì mà cô mày mắng? Dạ thưa ba, cô giáo hỏi con vị anh hùng dân tộc nào sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn lên ngựa bay về trời. Con trả lời ai? Con đâu biết. Chết. Không đặt kỹ đề bài. Trong câu hỏi có câu trả lời rồi. Câu này dễ ăn lắm. Câu hỏi nào? Không nghe à? Không. Sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn lên ngựa. Ông ấy tên là ông bèn đấy. Không biết à? Người ta đã bảo là ông bèn ông lên ngựa rồi mà không biết. Nào áo. Ủa ba ba. Vậy trong sách kia nó ghi là sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông liền lên ngựa. Vậy ông tên là ông liền hả ba? Mày không biết gì cả. Ai cũng có cái tên thường gọi và cái tên trong giấy khai sinh. Thế như tên tao là trong khai sinh là Nguyễn Văn Rơi. Dạ. Thế mà bà mày hay gọi là thằng Sáu Nhặt. Tại sao ba? Thì nhỡ bà đánh rơi rồi bây giờ bà nhặt lên. Thế thì ông này cũng thế, tên liền là tên trong khai sinh mà tên bèn là nickname của ông. Ủa có ba, ngày xưa cũng có chán già hù à, chẳng có biết tiền. Mày toàn cãi à, mày biết ai không mà mày cãi à? Con biết. Ai? Ông ta là đánh giống. Ông bán gì mà gánh giống? Không phải, ông ta là thánh giống. Ủa thế Việt Nam mình có ông thánh giống à? Trời ơi, thôi, thánh giống mà biết. Bà không biết gì ông thánh giống luôn hả? Trời, bà không biết gì hết thơ không? Không, bà biết, chắc là bà biết nhưng mà tại vì ba học chưa có đến. Học chưa đến nơi. Thôi bỏ đi. Dạ. Cái này tao hỏi này, tại sao chúng mày đi học mà đem ảnh bố mày vào lớp làm gì? Có phải chúng mày muốn khoe nhan sắc của bố mày cho cô giáo mày không? này, tao đập chết mày nha. Ông xấu kệ ông nhá, mày không được quần nôn nhá. Mang ảnh tao vào lớp làm gì?
Dạ thưa ba, con đem ảnh bao nhiêu lớp là tại vì cô giáo muốn biết mặt cái thằng luôn rồi chỉ bài cho con. Bất dạy, mày bảo tên được rồi, mày đưa hình làm gì hả, mày đưa ảnh làm gì? Bà biết mặt tao mai mốt bà gặp tao ngoài chợ, tao lấy cái gì tao đội? Vớ vẩn. Con này. Dạ. Đem ảnh của ông vào lớp làm gì? Dạ, con học tập làm văn. Cô giáo nói là em hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất. Em mày lấy ảnh tao mày tả con gì? Dạ, tả con khỉ. Ảnh mới có mà con khỉ. Tại sao vậy anh hai? Tại sao vậy? Ba mình là người đẻ ra mình, nuôi đến mình, cho mình ăn học thành tài. Tại sao lại tả ba mình là con khỉ? Em mày đó mình có nhận thức tốt hơn mày. Trong đó ba mình giống con đường. Mày còn khốn nặng hơn thằng anh mày. Đấy, đẻ con dai cho lắm vào đấy. Chỉ có hai đứa này, một đứa nó tả bố nó con khỉ, một đứa nó tả bố nó con đười ươi, trong khi đó em đẹp như con tinh tinh. Trời ơi, ơi. Không, tình nóng ta nói thế rồi, con tinh tinh thì tít nó đỏ mà tít ta trắng. Trắng trắng. Bà nói bà có kiến thức đúng không? Đúng. Bà nói bà giỏi đúng không? Đúng. Bây giờ con đố bà nè. Mày đố đi. Con đố bà chứ, vua nước Pháp Napoleon sinh năm mấy? Ông này ta biết. Bà biết à? Ông Napoleon này là chủ hãng rượu mà không? Tôi là sao? Tao thấy tên ông ấy trên chai rượu đấy. Không phải, không phải. Thế nào? Ông Napoleon này là một vua nổi tiếng hồi xưa của nước Pháp. Ừ. Cho nên sau này người ta làm rượu. Ta lấy tên của ông đặt cho tên rượu. Là sao? Ví dụ như là ông vua Minh Mạng là có rượu Minh Mạng. Ừ. Ông vua Càn Long là có rượu Càn Long. Ừ. Cho nên ông vua Napoleon cũng có rượu Napoleon. Nói chung á, cái rượu là nổi tiếng là tên của vua hết. Thế à? Dạ. Rượu nào nổi tiếng là tên của vua hết? Dạ. Cảm ơn con đã cung cấp kiến thức cho bà. Từ xưa tới giờ bố đâu có biết cái chuyện này đâu. Bây giờ bố biết rồi, bố mới hỏi chúng mày á. Thế trong lịch sử có ông vua nào tên Quốc Lủi không? Yên chơi mày, yên chơi mày. Đó. Có ông vua nào tên Nếp Mới không? Có ông vua nào tên Nàng Hương không? Láo láo quen khỏi. Thôi bà đừng có đánh chết bà nữa. Giờ con hỏi bà nè, vua nước Pháp Napoleon sinh năm mấy? Mày đến mày hỏi ông Napoleon của mày, bố mày sinh năm mấy ông biết không? Cái ông không biết năm sinh tao, tao biết năm sinh ông làm gì hả? Mày ăn no xong mày đi lo bao đồng thế hả? Xin lỗi mày, năm sinh ông nội mày đó mà tao còn chưa nhớ. Mỗi lần tao muốn nhớ tao phải chạy ra nghĩa trang tao xem cái bia đó. Napoleon không dòng họ bảo tao nhớ năm sinh đủ điên. Vớ vẩn. Đứng đổ, đứng đổ. Đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng hết đây nha. Đây, đứng đây. Chúng mày nói ông không có kiến thức, chúng mày đố ông rồi. Bây giờ ông đố lại chúng mày. Rồi. Nghe đây này. Dạ. Đố các con có một ông già đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Hả? Thấy mây. Sai. Thấy. Hả? Thấy gì vậy anh chị? Dạ. Thấy mây. Cô hai ai dưới đây rảnh thế? Em đang hỏi con em chứ có hỏi các anh các chị đâu mà thấy mệt mệt gì. Giờ tôi trả lời luôn. Nhưng mà không tin những người anh chị của con ở đây, người ta nói thấy mệt. Ông ấy thấy mỏi. Cái gì kỳ á? Có đối gì kỳ cục vậy? Mệt với mỏi là một thứ. Mày viết ra xem. Đây nè, mệt mỏi trang này nè. Ba đố gì kỳ cục kẹo á? Ba đố như vậy là con không có phục. Ba đừng có đố mẹo, đố đại hoài. Được. Thôi bây giờ ông đố này câu hỏi giống như nội dung giống như lúc nãy thôi. Một ông già khác cũng đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy mệt. Sai. Thấy mệt. Sai. Thấy núi. Sai. Ông thấy cái gì? Ông thấy ông già lúc nãy. Ông đố gì kỳ vậy? Vì cái gì? Tại chúng mày không đọc kỹ đề bài. Lúc nãy ông mới bảo là ông khác lên cơ mà. Ông kia tao đã cho xuống rồi.
giờ tao không đố mẹo nữa, tao đố về vấn đề thời sự này. Thời sự. Vàng thì nó đang lên từng ngày, nhưng bố đố các con xe gì từ xưa đến giờ vẫn cứ một cây. Xe xích lô. Sai. Xe ngựa. Sai. Xe ba gác. Sai. Chứ xe gì? Xe lỗ tai. Ủa là sao? Có hay từ xưa đến giờ mày thấy ai xe lỗ tai mà đút vào hai cây xe không? Còn vàng nó lên kệ mẹ, nó không quan trọng. Trời ơi, đố, bỏ đố đại hoài. Đố đại hoài đi. Ở đây, đây, ta đố về kiến thức đây này. Nhá, nghe rõ ràng nhá. Dạ. Thế đố các con có một loại xe mà nó có động cơ nhưng không bao giờ chạy được thế này. Nó không có xăng. Sai. Nó không có bù ri. Sai. Nó không có bánh. Sai. Cái xe gì? Nó xe nước mía. Ồ, là sao mà? Thế cái xe nước mía nó có động cơ để ép mía thôi, nó có chạy được đâu. Cậu nhá, mỗi lần mày ép mía mà xe nước mía nó chạy thì mày bưng cái cốc hay mày hứng cái này à? Bán nước mía mà vất vả thì thế ai bán làm gì? Bà nói như vậy là bà đố mẹo, bà đừng có đố mẹo nữa. Và bây giờ ông đố mà xin Phật học cái này. Bà đôi. Nhớ nghe cho kỹ này. Dạ. Đố các con trong các loại động vật con nào nhìn giống con chó nhất? Con chó sói. Sai. Con chồn. Sai. Con cáo. Sai. Những con gì? Con chó con. Trời ơi, ba ơi, con chó con nó không giống con chó, chỉ giống con gì? Không thì biết sao mày không trả lời. Tao lấy cái câu này là lúc cô mày sang nhà mình thăm, bà thấy bầy chó nhà mình mới vừa đẻ, bà khen là bảo ô, bầy chó của em mấy con chó con nó giống con chó. Mẹ! Mà tao cắt chữ mẹ đi, tao lấy chó còn giống con chó. Chúng mày thấy cắt như thế mới cắt rồi, không cắt là kiểu. Ba đố như vậy là ba đố mẹo. Ba phải đố sao cho con phục. Đố như vậy là không tốt phục. Được. Thôi bây giờ bố đố về toán học nhá. Rồi ba đố đi. Chúng mày tính đây hả? Dạ. Bố có một bầy trâu, một nửa bầy trâu, 2/3, 2/3 bầy trâu và 3/4, 3/4 bầy trâu. Mới nửa câu mà nó lên cơn rồi đấy nha. Lấy 1/2 bầy trâu nhân với 3/3/4 bầy trâu nhân 4/6 rồi lấy cái búa đập thòi hai con mắt hỏi tao có mấy con trâu. Hai anh em chúng mày tính đi, tính xong rồi vào bệnh viện tâm thần ở luôn đi. Bỏ bảo có biết. Mày cười cái gì thằng điên? Tiểu sinh xin trả lời câu hỏi của đại huynh như sau. Trả lời gì hả? Thật sự ra trong câu hỏi của huynh có bao nhiêu con trâu vậy hả? Cười con mẹ gì? Lấy con nói ngay. Tiểu sinh xin trả lời. Tiểu sinh xin trả lời. Tiểu sinh xin trả lời. Ở dưới cười lớn quá làm sao trả lời được. Thế người ta không cười, mày lấy cái gì mày ăn? Rồi. Vậy thì cười tiếp đi. Tiểu sinh à, xin đi tiểu. Mày biết thì mày bảo mày biết, mày không biết thì mày bảo mày không biết. Thằng này có biết không? Không biết. Mà biết không? Tao cũng không biết đâu. Không biết mà đố tụi con gì hả? Mày bảo ông không có kiến thức cho nên ông vận dụng đầu óc, ông tìm ra một câu hỏi vô cùng hóc búa cho ta tự hỏi ta, tao trả lời làm gì? Thôi bà nghỉ khỏe đi, bà nghỉ khỏe đi. Ba không có kiến thức để dạy, còn dạy bảo tụi con nữa. Lỡ sau này con lớn lên, con không có kiến thức giống như ba vậy, làm sao con dạy bảo con cho được? Con đây là mắng ba. Cảm ơn con đã không mắng bố thế. Ba không có kiến thức, chỉ con tầm bậy tầm bạ.
rồi con không có kiến thức, con chỉ là cháu con tầm bậy tầm bạ, rồi nó sẽ như thế nào, cuộc sống nó sẽ ra sao, nó sẽ đi về đâu, nó sẽ đi về đâu, rồi tương lai mình bụng tâm tới mình lắm. Con không có kiến thức, làm sao con dạy bảo con cho được, rồi con nó bước ra đường làm sao nó thử mặt nhìn xã hội, nhìn người ta, nhìn bà mẹ, trả lời đi, thôi, thôi hãy tâm đi, hai thằng con mất dạy, nở lòng ngào bay xin vào bà mẹ. Con biết là ngày xưa tao ham chơi, tao không lo học hành, cho nên bây giờ tao mới không có kiến thức để dạy lại con cho con chúng mày. Bởi thế tôi mới dám làm lụng vất vả để lo cho các con ăn học. Tại sao chúng mày không lo ăn học? Nếu chúng mày không lo ăn học thì sau này chúng mày cũng không có kiến thức để dạy lại cho con cái của các con. Thì con cái của các con nó cũng sẽ chửi chúng mày như chúng mày đang chửi tao đây là. Ôi, buồn quá. Chỉ có hai đứa con thôi mà không nghe lời. Chỉ có hai đứa con thôi mà kêu rời không thấu, thế nên phải kêu ai đây? Cái gì đây, hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam? Cái gì vậy? Họ làm gì vậy? Họ mới làm gì vậy? Ta đang kêu rời mà mới nhìn đến cái năm sau rồi thấy cái chữ này ta đọc luôn. Thế chúng con chịu khó đi học họ bố được không? Dạ được. Nếu chúng mày đi học bố cũng sẽ đi học. Ủa ba đi học hả? Bố đi học bố túc văn hóa. À vậy được ba. Sau này tao còn có kiến thức, con tao hỏi tao còn biết cái tao trả lời chứ. Dạ dạ dạ. Thế dạ. Bố con mình quyết tâm đi học nhá. Dạ. Thế là trước khi đi học chào bà con cô bác đi rồi đi này. Dạ. Vâng. Xin mời tất cả quý vị hết rồi. Vâng, xin chân thành cảm ơn danh hài Hoài Linh và các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh.